Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ý Thiên TV Chó phần chơi Minecraft on the mod 7 Nhìn trên người mình Gắn rất là nhiều những cái thánh di vật Rất là mắc cười ha Giờ chúng ta có thể tắt nó đi nếu muốn à, Ta mở lên đây Vô trong này Ví dụ như bấm chỗ này không thích đeo kiến nữa Bấm tắt tắt Đó nó sẽ trả về bộ đồ này Và cái tay của mình cũng vậy nữa Anh này mình sẽ tắt luôn à, Có một cái mình đang suy nghĩ Nếu mình xài hai cái tăng kinh nghiệm Thì nó có tốt hơn hay không À, muốn biết á, thì chúng ta sẽ cần phải có một cái bài test đơn giản. ta cần phải bay qua địa ngục ha. Địa ngục đi. Địa ngục, uh, địa ngục ở đâu đây? Nether City. Chính xác. Quốc hết kinh nghiệm vô đây. Mình đang đeo một cái nha. Rồi giờ mình hạ gục quỷ lửa một cái. Kiếm được bao nhiêu kinh nghiệm đây? Được uh, một cấp. Gần một rưỡi. Giờ ta sẽ cất cái này vô. Rồi đổi tháo cây cào xuống gắn cái này lên ơi bình tĩnh bình tĩnh thôi um, và cũng được y chang như vậy luôn nghĩa là đeo hai cái nó không có ích lợi gì hết đeo một cái là được rồi nha rồi tháo ra cắt đi và mình sẽ cần phải kiếm thêm ba cấp độ để mình còn quay về được chạy lên trên đây mình sẽ bỏ nấu hai miếng thịt và nấu cái này cũng nhanh lắm như miếng thịt bò bình thường thôi và nấu lên là xong Bây giờ ta sẽ cần phải tháo những em này ra luôn Lấy đồ ăn ra Bỏ hai miếng thịt vô Thực tế bỏ một miếng cũng được rồi Không cần phải bỏ hai miếng nữa Bây Giờ để cái này lên Một miếng thôi Và Cái miếng này ăn hoài 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 luôn mà Rồi giờ cần phải vận động thân thể cho nó đói bụng lên Bằng cách chạy bộ ha Đóng cửa lại chạy bộ Tay là không tính nha Phải chạy bộ mới được Và Cách tốt nhất là để mấy con quái tấn công Chúng ta mất máu, chúng ta hồi máu là tự động ăn cho tôi vô vô đó tự động ăn ăn lên một khúc luôn thấy không rất là sung sướng Ủa có cách nhanh hơn là mình quất cái hình gơ vô là xong ha thịt thúi đâu có tình flash vô đây lấy thịt thúi người ta ăn thịt thúi nhiều nhiều Do là bị đói bụng liền chứ gì đâu à thịt thúi thì phải chờ đói bụng mới ăn được còn không thì không ăn được à, như vậy là cất vô đi và mình có cái nón này Là cái nón mà tăng cái lút tinh Thì khi mình cần farm những con quái mình sẽ đổi qua Còn không cần thì mình sẽ cất vô trong đây Và mình lấy hai em này xuống Cái móc này chúng ta cũng đã coi rồi Không có gom lại với nhau được Nó không có cộng dồn cái hiệu ứng á Cho nên xài mỗi thứ một cái thôi là ok nhất và ta sẽ cần phải cất mấy em này vô Và kiểm tra coi artifact Thì mình đã loại bỏ bớt những cái không cần thiết ha Ví dụ như một món đồ mà nó lặp lại hai lần á, là mình sẽ bỏ đi mình không có cần giữ nhiều đến như vậy và trong đây là còn thiếu một vài món á ví dụ như cái scap invisibility nhưng mà nó cũng không có cần những cái cần thiết nhất á, là nhìn trong đêm miếng thịt nè rồi thở dưới nước nếu mà không có cách nào để thở rồi mấy đôi dài dép này nọ thôi còn này là đồ chơi vui thôi này là tiếng nó rất là kỳ cục ha nhưng mà cái đó vui thôi chủ yếu là vui hết á Bây giờ mình sẽ cần phải có item pie Đâu? Oh, item pie có không? Ai? Item pie Công thức đây cần có thêm dropper Cần có thêm đá củi Không có đá củi sao? Hiểu luôn Không có đá củi thì lấy thêm đá củi Chạy qua làm lại công thức Mình nó đi đào thêm đá củi Rồi ta sẽ cần phải có hai cái dropper À phải cần có hơn hai cái xi gì Mấy chục cái luôn nè thấy không Ủa rồi hết red to luôn hả Đó Cần phải chuẩn bị thêm bé ông red rồi Quen Làm xám bốn trước đi nha Cứ từ từ bình tĩnh Chuyện mà đi đào là cái chuyện rất là đơn giản Nhưng mà nó sẽ mất rất là nhiều thời gian Cho nên mình sẽ cần phải cho các bé ông bắt đầu vận động Ủa sao trời tối rồi Rồi à, ta sẽ cần phải có đầu bên đây Chúng ta coi tình hình trong này coi centrifuge đập ra ố dè luôn nó rớt một đống nâng cấp. Đây là nâng cấp hockey chin, đây là nâng cấp tốc độ nè. Rồi tháo này ra luôn đi. Đó là bottle lơ ha, bottle lơ. để mình để cái này ở nhà đi. Mình sẽ cần rất là nhiều centrifuge. Những cái máy trộn á để nó phân tách này nọ. Và ta sẽ cần rất là nhiều công thức này luôn. Ai 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 ây bậy nữa rồi. <laughs> sao em cứ lấy công thức này hoài vậy? Mấy cái cây uh, gỗ bình thường đâu? Đó, vậy mới được. Giờ có 12 cái trước và centrifuge. Ờ ồ. Thằng chơi này nó kỳ vậy đó. Nó dư thì nó cắt nó đi, còn không nó chế tạo luôn, nó làm luôn không à. Rồi power centrifuge là sao? Cái toàn đâu? Power centrifuge đủ luôn quất luôn thì power chắc chắn là nó sẽ cần có điện đơn giản vậy thôi mang tên là power mà này là advent compressor vô trong túi hết rồi tắt okay. đi rồi để lên nha bây giờ để đến đây nó không có điện thì nó có chạy nhanh hơn được bên kia không chúng ta gắn vô trong này điện chạy một cái dù vô trong đây luôn Calato com Cơm gì khác không à có com gì nữa không Calato Calato zombie com được thối Calato com được xương bỏ vô wow thấy tốc độ là hơn bên kia rồi đó mới có điện thôi nha còn cái này không có điện nè tốc độ nó chậm đó là điều chắc chắn ha còn nếu mà quốc nâng cấp speed upgrade mình đang có ở đây vô bốn cái Vèo vèo liền phải vậy mới được và nó cho bột xương chứ nó không cho xương Bột xương Rồi vô Có thêm honey Mật ong Thì này là chạy làm mẫu thôi Chúng ta cũng không có cần quát nhiều đâu Giờ mình sẽ bỏ em này vô luôn Trời sáng luôn hả Rồi đi luôn chứ sao Tập ra Ốc hốt Và có một cái nữa mình cũng nên làm Magnet thì mình có thể hút thẳng vô trong túi Nhưng mà mình muốn là nhiều khi nó vô trong người mình luôn Chứ không phải vô trong túi Đó cho nên ta sẽ làm một cái magnet nét 5 block Giờ cần phải có Công thức này Công thức này quá đơn giản Có gì đâu Rồi Bang. Đây Và lên được 11 block Cắn vô phần trăm Đây có thể ship phải chuột nè Đồ có lấy không? Kinh nghiệm có lấy không? Đó rồi Blacklist, Whitelist là cho phép món gì bay vô Món gì không bay vô Đó bấm một cái Chỉ cần phải chuột thôi Không cần bấm ship ha Bấm ship là để chỉnh cái bộ filter ở đây Hay là chỉnh cái tầm hoạt động Và em Enderman bay tới bay lui hoài vậy Đưa kinh nghiệm đây cho tôi Ta sẽ cần phải bay qua bên đây Để kiểm tra xem mấy em này sao rồi Quá dữ luôn Tuyệt vời Bây giờ mình sẽ cần phải có vàng trước nha Ủa mà mình có em Redstone chưa ta Bây giờ mình không để ý luôn á Anh up này nọ Redstone làm từ gì vậy Redstone B Redstone B từ Chocolate và Clowing B Hình như là có một em Redstone Cái đó thì mình sẽ cho thêm vô sau Rồi bây giờ ta sẽ cần xuống dưới xử lý nè Ở chỗ này Mình cần có thêm vàng trước Thì mình sẽ xử lý ở đây trước Gì đây Chưa gì chúng một cục thấp rồi cứng quá vậy. Ta sẽ cần phải coi em này luôn, bật lên. Rồi vô. Đó, bắn ra như vậy là có thể nhìn thấy được phía trên là ok nè. Phía trên đây thì cái nhà đâu đó quanh đây thôi à. và sẽ đưa cái đường ống xuống dưới này. Hô, oh, hơi lệch xíu. Đường ống ở phía bên đây. Đường ống gì thì lát nữa rồi biết. Còn bây giờ quất cái này vô trước. Bật cái này lên chưa vậy Bật lên rồi Để trăm phần trăm cũng được luôn nha à, Ta sẽ coi Bên dưới này chỉ có 3 ô thôi hả Ít quá Cho xuống 5 ô luôn đi Rồi 5 ô 5 ô thì 5 ô ở 5 ô nó sẽ sâu hơn miếng Cho mình có nhiều chỗ để làm ăn hơn rồi, Và tất nhiên á là khu trên này cũng như vậy nha ta sẽ cần phải mở một cái chỗ rất là rộng luôn á ê ê ê nguy hiểm quá ấn bậy là khóc hận nha ấn bậy là khóc hận á ở đây thì không sao còn xử lý được rồi và để dọn thêm đây một phát nơi vô luôn vô luôn rồi ok liền đây nữa rồi chỗ này trước đi Vậy là mình có thể nhìn thấy được phía trên nè Và có thắp sáng dùm luôn Không có cần phải cắm đốt Xịn lắm à, Và còn mớ này thì sao Vô Có những cái không cần thiết thì cứ dột thôi Mình sẽ cần phải chuyển đường dây từ phía trên này xuống Ở ngay tại đây Chúng ta sẽ coi đường dây Item pipe Cắm vô trong đây Và nó sẽ chạy xuống dưới Giờ tạm thời mình sẽ đập chỗ này ra để mình đi xuống dưới đây Mình sẽ cho thẳng vô trong cái power centrifuge thì power centrifuge sẽ cần phải được cấp điện cấp điện tất nhiên là tesseract rồi còn gì mà phải ngại ngùng nữa đâu để mở luôn chỗ này coi bắn cho nó rộng ra một cái rồi để lên kiểm tra một cái rồi mình đang đứng ở đâu á tại vì thường mình muốn á, là ta sẽ để ngay vị trí chính giữa một hai ba bốn năm rồi ngay đây ngay tại đây, ngay tại đây là cái đường dây thì đường điện nó sẽ phải nằm ở một chỗ nào đó để bắn phía sau ra luôn. chọn thêm bao nữa đi, bao rồi bắn ra luôn. đó và nó sẽ rộng rãi cực kỳ luôn. <laughs> bắn nhiều khi cũng nhát tay lắm nha ở bên dưới này á, thì không ai thấy đâu lo Rồi và nó chuyển xuống đây chúng ta muốn thì có thể đưa nó lên cao hơn chút cũng được không vấn đề gì cứ để trên đây và đường điện đây energy pi nằm ở phía sau ngay tại đây ok quốc xuống up chọn điện năng à, nên nhớ điện năng là nó chuyển từ bên kia qua được rồi bây giờ trong dây không có miếng điện nào hết trơn hết á Là tại vì chưa có chỉnh Đầu ra Điện năng Có điện Ok Rồi có điện nhưng mà chưa có đồ Thì muốn có đồ là phải Từ từ up. Ở trong đây các bé ông đẻ cũng không có nhiều lắm Cho nên nó không có cần phải gắn nâng cấp quá nhiều ha Nhưng mà bây giờ muốn nó chạy cho nhanh vào thời điểm này á Là phải gắn nâng cấp vô trước Trời tối luôn rồi kìa mở lên bỏ vô entry fill ok honey ok từ từ bình tĩnh on way off on way off là không chạy nha và bây giờ nó đang chạy ra đang suy nghĩ mật ong chúng ta có cần phải giữ lại mật ong không mật ong có làm gì nữa không mật ong chắc chắn sẽ cần sử dụng trong các công thức mình đã dọn sạch sẽ khu vực xung quanh này ra và ta còn thiếu những cái đường dây energy pipe hay là dây chuyển điện á giờ sẽ cần phải bay về một cái rồi hello lên chển làm dây chuyển điện cái dây này là đơn giản lắm luôn rồi đó không có cần nhiều ha chỉ cần có cái đầu ra là nó mắc tiền thôi energy wow wow hết sắc luôn hả hết sắc thiệt luôn đá đỏ à đau đớn ghê chưa rồi kiểm tra liền đây là red ton b đúng một em như vậy mình sẽ phải làm thêm red ton b thêm đây là clowin b và chocolate bi chocolate đâu em ấy đây ta sẽ cần phải kết hợp để có thêm được một em nữa ha lấy theo cái này luôn đi cần có red ton cần có sắc sắc hay nấu lên red ton làm thêm rồi cần phải lấy thêm mở kiến qua bên kia xây dựng thêm những cái chuồng mới nữa mình sẽ cần có rất nhiều chuồng và có gỗ không có gỗ luôn nha có gỗ là xây được rồi đó và cái quan trọng là redstone 24 cục Uh âu -oh luôn làm được hai cái trước mình đã làm thêm những bé redstone bi chúng ta đang ấp thêm nè và đi đào thêm để kiếm redstone cho nó nhanh rồi bỏ vô chỏng bỏ vô chỏng để làm những cái đường dây hai Bấm và bấm. Mấy cái đường dây này hao tốn quá. Ồ uh ồ. -oh. Chơi hơi quá tay một chút nha. Bấm lại công thức. mươi 64. Ok luôn. phải dư dư ra xài nó mới khỏe ha. Và ở bên đó. Rất là sung sướng. Phai qua bệnh. Rồi, và chạy qua đây. Mình đã gắn hết những cái đường dây vô rồi. Chỉ có chỗ nào mình cho chạy trước. Thì mình mới bắt đầu cho nó đi ra thôi. Giờ gắn đường dây trước. Ví dụ như ở đây nè ở đây xuống đây một cái kéo điện từ đầu này kéo điện đi đó tự động nó kết nối nha nghĩa là tự động nó cũng có điện luôn á còn cái nữa ở đây thôi một hàng này là 11 nhà tương ứng với 11 loại ong khác nhau chúng ta mở cái này lên nó sẽ bay vô đâu trước như vậy khi mở mắt nét nó sẽ ưu tiên chạy vô trong người trước đây mình đang mở mắt nét ở trong này luôn Rồi để ta bay lên trở lần nữa Đi qua bên chỗ mấy bé ông uh, Redton Hello mấy bé À quên đem Redton qua thêm ha Phải đem Redton qua thêm Và sao em này làm gì nữa vậy Muốn bị chém chứ gì Ông này mới hay nè Chắc ông rớt từ trên trời xuống là ông đứng ở trển luôn Còn hai cái em đi theo ổng uh, nằm dưới <laughs> Giờ ổng đang đứng ở trển Ông này ổng bán một thứ rất là thú vị Underground Basin hả? Ồ, oh, Underground Basin Mua không, mua không? Cần phải có Ngọc Lục Bảo Với lại uh, nó có cái này nữa Cockroach Cockroach nó làm gì? Cockroach là con dán á Này làm gì? <laughs> có cái này nè, Underground Basin Underground Basin đó là ở địa ngục Hay là ở Overworld ta? Để mình về mình lấy Ngọc Lục Bảo Mình lấy một cái la bàn Chúng ta qua bển mua một phát Rồi à, đâu Tiếng gì vậy? À này là tắt mở mắt nét Mình có thể tắt bằng nút được Nó có phím tắt ha Cho nên chúng ta sẽ cho lên đây luôn Mắt nét nằm đâu Cham hả Cham Cham có hai cái cham Voi cham Vậy thì, thì cất vô Cho cua một cái Mình sẽ cần phải có ngọc lục bảo nè rồi cần có compass là la bàn la bàn có cũng nhiều mình có một cái la bàn ở trong túi nhưng mà cái la bàn đó là để mình xài cho nên mình sẽ không có đụng tới ha còn la bàn nào mà để mình đem đi trao đổi hay chế tạo thì mình mới lấy mình đem xài chúng ta hãy qua bển và nói chuyện với ông ấy một lần nữa hello ông gì đó ơi ông thương nhân người nhà trời bỏ vô ông chỉ cần một cái la bàn thôi rồi mua luôn này làm được gì không Mua luôn rồi hết bán luôn rồi, dục này đi Không cần thiết Đâu để mình kiểm tra coi Địa ngục hả Không phải địa ngục Ở overworld luôn Hay ta F3 cộng H liền Âm 32968032 hai Ghê thiệt Underground Basin à, Âm 3096 8032 8032 Cái này để 80 đi. Cái đó ghi đại thôi à, nó không có quan trọng lắm đâu ha. Rồi, chúng ta hãy quan sát cách đây 8000 m. Giữ ta. Mở bản đồ lên coi. Bây giờ Hả? uh, waypoint chỉnh lại overworld. Underground Basin bay nằm ở đây nằm ở đó có chỗ nào gần không gần nhất gần nhất cũng là cái mansion orc nằm tuốt ở đây đi 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 coi thử đi coi thử rồi có cây cột của tôi đâu đi coi thử ha đi coi thử thôi rồi, coi không được thì đi về đó. rồi mansion orc ở chỗ đó đặt tên là gì vậy ta chỗ đó mình có một cái cột á mình nhớ có một cái cột rồi ở âu luôn chúng ta không có đặt cột ở gần đây vậy là phải bay qua bển rồi bay qua bển thì chỗ này là gần nhất phantom ship nè mấy cái nhà này ủa mấy cái nhà này có mở cột hết á ta không thấy tên ta đầu đầu để coi coi nếu mà nhớ không lầm là nó nó nằm ở đâu đó ngoài đây thôi lâu lâu từ từ bình tĩnh bình tĩnh đó bởi vậy mình nhớ là nó nằm ở đây ok rồi rồi lót ra một cái ở ngay chỗ này nè bây giờ chúng ta nên chỉnh lại ngay đó là mention ha chỗ này chính là cái tên Mentionberg rồi từ đây Hey wow, ở đây mà còn cách 6.000m nữa là biết nó xa cỡ nào rồi đó. Cần phải bay lên trên cao và phóng. Cái việc mà đi khám phá xa đến như vậy nè, nó sẽ góp phần vô tình trạng uh, giúp cho thế giới này ngày càng bự hơn ha. Và nó sẽ có thể xảy ra tình trạng giật lắc á, cho chúng ta đi khám phá quá nhiều nơi luôn. Bây giờ mình chạy tới đây rồi, rất là nhanh luôn ở bên dưới chưa kịp lót hết trơn ở đó thấy không hay giờ nó đẩy mình ngược lại nè giờ nó không kịp lót á đây là lên ngọn núi tuyết ôi ơi, on the modium <laughs> on the modium nè rồi hay quá kiểm tra coi lại có được hai quặng on the modium bắn ra được nhiều được bốn cái chỉ vô trong đây trước tắt cái mắt nét đi Tự nhiên là tới đây phát hiện on the modium tí nữa nè On the modium Hay quá Ngọn núi vui quá đi Có nữa không? Ngó một cái nữa coi Ta bay qua bên kia phát Đây là Clowing Moss Block thôi Hồi nãy chỉnh cái tọa độ nó hơi lệch chút xíu Cho nên mình đã sửa lại Ta sẽ có cái chỗ này thì cột màu tím này nè nó là 32 Âm 32968032 Kiểm tra lại lần nữa cho nó chắc cứu Âm nha Số đầu tiên là số âm Âm 32968032 Còn cái tọa độ y thì Không thể nào biết được Rồi à, bây giờ ra đây quy một con sông băng luôn Dùng biển này đóng băng hết rồi Ồ bên đó có cái nhà gì kìa Ố dè yeah luôn Gì đây Aha, đây là một cái colony bị bỏ hoang. Có cái nhà nhìn thấy thú vị. Wow, wow. đây, trong đây có gì vậy? Sao mấy đứa tàn hình hết trơn vậy? Ghê vậy? Ờ, để đổi lại cái áo giáp một cái. Và kiểm tra trong thùng. Ố về luôn. Đây là một cái nhà ha. Và phía bên trên Hello thương tàn hình Từ à, từ nó chưa lót ra Chưa lót nè Nhận Vô chưa lót Widow ok Mining system explorer Ủa trên thêm phát nữa Phát hiện những thứ thiệt là thú vị à, Và trên đây Có một cái lò nấu Và thêm uh, Widow Quá tốt những cái còn lại thì lấy cũng được mà không lấy cũng không sao để sắt mình về mình xử lý cũng được sắt mình còn ở đây nhiều lắm có được 12 cái rò modium luôn ngon lành đầu tao qua đây để chặt cái cây này xuống một cái rồi bung lá bung gì này nọ đi rớt ra đập cái này thôi ôi đập hết lá luôn hả tôi lấy cái lá này thôi ra được gì đây đó Vậy là ok nè Bỏ đi Bỏ đi Bỏ này luôn Ta lấy được ở đây Hạt cái màu xanh Bây giờ đi coi coi Đây là một cái colony bị bỏ hoang ha rồi Chỗ này nó cũng rớt xuống một cục banh chành hết trơn rồi Còn gì nữa đâu Mấy cái thùng này thông thường cũng sẽ không có gì đâu Để ta bay lên cái Nó xung quanh Thôi được rồi được rồi Ngó nữa nó lót nữa đó Là thế giới này ngày càng lúc càng nặng luôn á Bây giờ mình sẽ cần phải đào xuống Underground Basin Chúng ta tới đúng tọa độ đó Đào xuống Đây luôn Đi thẳng xuống dưới Nhớ là đừng đào thẳng xuống nha Tại vì mình đang đào 3 x 3 Ủa sao kỳ vậy Sao kỳ vậy Tại vì cái nó đào kỳ vậy cái súng bắn đâu chưa thấy ở đây mới ba mấy thôi còn xuống sâu hơn được nữa Đó bắt đầu xuống cái tầng cứng hơn rồi nè âm mười mấy rồi đó. đó 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 tới rồi nè ngầu quá ngầu quá Bay Basin Hóa dữ Xương không là xương luôn Có cần ngựa xương nữa Vui thiệt vui Và đây là Polis Deep Slay ha Gì đây em Hello Rồi có gì đặc biệt không Có khói sắt Có red Có con ngựa không à Có con ngựa xương Mình cưới được không Ủa ấm phải chuột được ha không bấm phải chuột con ngựa xương được <laughs> Cái này cũng không bắt được đâu Cái này chỉ bắt được các bé ông thôi Và trong này lấy được một món Rồi đi coi vòng vòng coi Hello Khu này coi bộ là cũng khó Mà có thể di chuyển tới lui á Phải nhảy tới nhảy lui này nọ Ai ai bắn cưa hoài vậy Đâu chui ra vậy Hả regeneration hạ à, gục rồi đồ đồ vô trong kia hết đi sao nữa hả em sao nữa sao nữa vô đây hello nè vô bóc hốt hết mấy em này luôn wow chỗ này cũng có nhiều thứ thú vị đó, ha Nói chung là cái khu bên dưới này là đã thú vị rồi Rồi còn cái thùng nào nữa không Đó Có thùng Redstone Deep Slay Fortune Sắp cấp độ 5 luôn à Giữ Giữ thiệt Giữ thiệt Sắp cấp độ 5 luôn Là biết rồi đó Rồi vào đây là cái gì Lamstone hả Bỏ luôn đi Khao kai. Các khu không cần nhưng mà thôi giờ mình để ở đó trước Cái gì mình sẽ dục sau Sau để mình coi thử còn cái thùng nào nữa không Chúng ta đi quan sát xung quanh Vẫn còn tiếng xương Xung quanh đây còn em nào nữa không Còn thùng nữa không Đi coi có đường đi đâu đây Ê có đường đi đâu nè Ố về luôn Có đường gì đó ồ oh, có đường đi xuống ở đây là cái cái đường đi xuống thôi à đường đi xuống đây ở đây nó có thông qua khu nào nữa không đi coi đi coi đi coi đó có một em ui creeper hay creeper ở đây là thông ra bên ngoài cho nên mới có mấy con creeper gì này nọ đó khu này quá vui luôn à, có vẻ như là mình đã hốt sạch sẽ hết mấy em xương ở trong rồi ở chém chúng con ngựa luôn rồi đó ở đây còn đường lên nè ổ về luôn bởi vậy nghe tiếng mấy em xương vô đây xong vô xong vô xong vô nè và được thêm một cục này nữa ok liền còn gì nữa không deep slay sơ so thích hot thôi Set on và có vẻ như là vẫn còn Tại vì còn nghe tiếng Còn thấy chấm đỏ trên bản đồ ha Ủa về phải nơi này không? Phải nơi này không? Ồ không phải Rồi ở đây không phải Giờ muốn biết phải hay không dễ lắm Chọn luôn Đi vô cái chỗ nào mà nghe tiếng mấy cái con đó đó Có nghe tiếng không? Có kim cương đó kìa Bắn luôn Đơn giản là bắn luôn có biết mà <laughs> có nè <laughs> có ai không có ai không tôi, nghe tiếng xương nghe tiếng xương ha không ai bảo vệ cái thùng này hết lấy những thứ cần lấy thôi efficiency cấp độ 4 ồ con xương bên dưới kìa chứ không phải trên đây cây này rút tinh cấp độ 1 không cần rồi ta xuống dưới bóc hốt con xương chơi cái coi có gì nữa không em Wow Có đường đi bên dưới Nhưng mà chỉ tới như vậy thôi sao Wow Mở bản đồ lên coi À Như vậy là chỉ có hai chỗ này thôi đó Cái này là nó xài Deep Slay Deep Slay chúng ta chuyển thành Deep Slay Brick cũng được ha Đó là cái khối xây dựng mới Rồi kiểm tra đầu bên này cái coi có gì nữa không bay lên nè có đường nè đó 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 đó, đó, đó. hello luôn, luôn bóng hốt nãy giờ đi kêu um sùm hả mấy đứa ồ em này nữa bóng hốt luôn ố về luôn này là đường đi xuống hết rồi đường đi xuống đây là hết rồi nói tóm lại khu vực của các bé ông thì mình sẽ tiếp tục cho thêm những bé ông mới vô cũng như là làm một hệ thống xử lý ở bên dưới như hồi nãy mình đã làm và ta cũng đã phát hiện thêm được những cái công trình ở dưới lòng đất rất là thú vị và bây giờ mình sẽ tạm dừng ở đây mời các bạn trong tập kế tiếp bye bye